Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình. Hôm nay quay cho anh em con này. Này nó mới vừa về. M2X170. Lấm lem luôn. Ghế mắc cái đeo. Đây là trụ quay của Hitachi IX200-1. Cháy à. Viết nhông viết rồi còn ra sao này, mua mù nha, này bán và bán mỡ này, này mua mù nặng đúng cái cài vô cái bé cái rồi đặt xuống đất, tay cầm bên kia. Nè. Anh lắm này, đừng nhìn. Đấy. Rồi. Cái trái nhông này mà nó chuyện nó hư ghê gớm luôn. Hàng riêng là hàng ấy nha anh em, hàng dần sống nha anh em. Rồi cái này là được xiên, cái dòng không thấy mỉa là được. Ok. Không thấy mỉa là ok. Rồi. Ok, anh em nhớ like cho like nha. Anh em cần Phụ Tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình. Số điện thoại là 0907255116 nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến lúc này. Thank you. Chúc buổi chiều mua may bán đắt anh. Thank you anh em rất là nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh và bấm cái chuông nha. Cảm ơn anh em nhiều.